gọi điện thoại. Gọi cho ai đó? Gọi cho ai đó? Gọi cho bà. Gọi cho bà nói sao? Rồi bắt đầu. Rồi đến lượt ông, rồi nói sao? Rồi đến lượt mẹ nói sao? Rồi đến lượt chị nói sao? Rồi đến lượt nghe nói sao? Ba. Rồi đến ba nói sao? Anh ba cho nhà chú, ba cho máy. Tắt máy rồi.